Chào mừng em đã quay trở lại với 5 News và thông tin về iPhone 15. Gần đây có một thông tin từ Minh Trinh Cô nói rằng Apple muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Samsung đối với các linh kiện trên iPhone. Samsung là nhà cung cấp màn hình OLED hàng đầu cho Apple, nhưng họ luôn coi Samsung là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Và việc dựa vào Samsung để cung ứng linh kiện sẽ được coi là chiếu dưới khi nhường quyền kiểm soát cho đối thủ, một điều mà Apple không hề muốn. Vì vậy, họ quyết định chọn BOE là nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone 15 series và những chiếc iPhone trong tương lai. Minh Trinh Cua cho biết thêm, đến năm 2024, BOE sẽ là chính thức trở thành nhà cung cấp màn hình OLED hàng đầu cho iPhone, vượt qua cả Samsung và LG, nhưng có vẻ như điều này sẽ không xảy ra. Truyền thông Hàn Quốc Elite đưa tin rằng, Apple đã yêu cầu Samsung sản xuất tấm nền OLED cho iPhone 15 sớm hơn một tháng vào tháng 5 thay vì tháng 6. Lý do vì BOE đang gặp vấn đề hở sáng xung quanh khu vực màn hình OLED đọc viên thuốc và các lỗ cắt được sử dụng cho camera trôi deep và Face ID. Vì vậy, Apple đã hủy bỏ đơn đặt hàng hoàn toàn và BOE hiện bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những nhà cung cấp ban đầu. Điều này không có nghĩa là Apple sẽ không hợp tác BOE trong tương lai, nhưng khi xảy ra sự việc này, BOE sẽ không nhận bất kỳ đơn đặt hàng màn hình iPhone 15 nào. Đây là một tin tuyệt vời cho Samsung, thậm chí là cả LG vì những đơn đặt hàng đó giờ sẽ được chia thêm cho cả hai bên. Đây không phải là lần đầu tiên sự việc này xảy ra. Năm ngoái chúng ta đã thấy BOE phải gánh chịu hậu quả trừng phạt Apple khi tự ý thay đổi trong dây chuyền sản xuất màn hình để làm giảm chi phí và bị Apple phát hiện. Và họ loại BOE khỏi dây chuyền sản xuất gần 40 triệu màn hình OLED cho iPhone. Tiếp tục, ta biết iPhone 14 không có khe cắm SIM vật lý, trong khi phần còn lại của thế giới thì lại có. Và điều đó còn tiếp tục xảy ra với iPhone 15, đặc biệt sẽ trên nhiều thị trường hơn không có khe SIM so với năm trước. Không chỉ ở Mỹ, cụ thể là Pháp sẽ là thị trường đầu tiên trong danh sách máy chỉ có eSIM. Apple thường chỉ bán một mẫu iPhone ở hầu hết thị trường châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa là các quốc gia châu Âu khác cũng có thể sẽ bị loại bỏ khe SIM. Việc này khá đáng tiếc vì iPhone không khe SIM vật lý có nhược điểm nhiều hơn ưu điểm, nhất là với những người dùng thường xuyên du lịch. Thông tin tiếp theo, iPhone 15 và iPhone 15 Pro sẽ có một số thay đổi đáng chú ý trong năm nay như khung viền Titan, các lúc vật lý phẳng với phản hồi xúc giác, tăng thêm RAM, camera zoom tiềm vọng trên 15 Ultra và chip Bionic A17. Và có vẻ như với những thay đổi này, cuối cùng Apple sẽ tăng giá bán kể từ iPhone X năm 2017. Apple đã cố gắng giữ nguyên giá khởi điểm cho 6 thế iPhone liên tiếp trên các mẫu Pro, nhưng nhà phân tích ZBull dự đoán rằng điều đó sẽ thay đổi với iPhone 15 Ultra và Pro vì chúng sẽ đắt hơn ở Mỹ. Mặc dù chưa có giá chính xác nhưng có vẻ chúng sẽ đắt hơn 100 đô. Apple đã tăng giá iPhone 14 tại các quốc gia khác trừ Mỹ và giờ điều này sẽ thay đổi trên iPhone 15 Ultra. Ngoài lên một chút, nếu anh em đang quan tâm đến các dòng điện thoại chính hãng như Samsung, Apple, Xiaomi, có thể tham khảo ngay tại đại lý ủy quyền chính hãng từ ClickBuy. Giá và chính sách bảo hành có thể nói tốt nhất thị trường hiện tại, bao gồm ưu đãi cực kỳ lớn như mua máy chính hãng sẽ đi kèm với gói bảo hành rớt vào nước độc quyền, giá tung cũ đổi mới tốt nhất thị trường. Và đó là kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và sub kênh để cập nhật thêm những tin công nghệ mới nhất.